Nhanh quá, đã sắp đến Giáng sinh rồi. Nhanh à? Anh có thấy em nhanh không? Mày thì nhanh rồi, toàn thấy nhờ vả nhanh thôi. Ui giời, nhanh thì cũng muốn nhanh đấy, nhưng mà đây có cái này em nhớ nốt này. Thế còn gì nhờ nốt đi, sắp đến Giáng sinh rồi, để tao còn về nghỉ nào. Đấy, tình hình của máy em cũng nâng SSD rồi nhưng mà khởi động nó vẫn chậm. Theo em thấy, thế là anh có cách nào hộ em cái? Nâng SSD rồi mà vẫn muốn khởi động nhanh hơn à? Đúng rồi. Thế thì có thể sử dụng qua tính năng Fast Startup. Nó là cái gì? Không biết Fast Startup là gì à? Không. Fast Startup ấy là như thế này này. Ok, thì đầu tiên là về cái tính năng Fast Startup này cho những em nào mà chưa biết cũng như là chưa tìm hiểu về nó ấy. Thì nó nôm na nó tương tự như cái tên gọi, đó chính là một cái tính năng khởi động nhanh. Thì thông thường khi mà máy tính của bạn tắt đi, chúng ta tắt nguồn đi, thì toàn bộ những cái dữ liệu bộ nhớ tạm này, rồi các cái thông tin mà khi máy tính chúng ta hoạt động ấy, nó sẽ được loại bỏ cũng như là nó sẽ được đẩy ra khỏi RAM. Và với cái tính năng Fast Startup này ấy, thì nó sẽ lưu lại cũng như là nó sẽ gần như là kiểu việc máy tính của bạn sẽ không được tắt hoàn toàn, mà nó vẫn lưu lại một vài cái tệp tin cũng như một vài các cái để giúp máy tính chúng ta khi khởi động lên ý, thì nó không phải nạp lại các cái dữ liệu đấy nữa. Thì với cái tính năng Fast Startup này thì đôi khi nó cũng sẽ làm cho máy tính ta bị hao pin trong cái quá trình mà máy tính chúng ta đã tắt đi rồi ấy. Tuy nhiên thì nó cũng không quá là nhiều, không ảnh hưởng gì đến cái việc quá trình sử dụng của bạn cũng như là cái thời lượng pin gần như nó cũng không tiêu thụ thêm mấy. Thế nên các bạn hoàn toàn lại yên tâm sử dụng cái tính năng này nhé. Thì đầu tiên để về cái tính năng Fast Startup này ý, chúng ta đã bật được bằng một vài cái cách sau đây cho mình. Các bạn kích chuột phải vào Start và chọn Power Option cho mình. Trong cái giao diện là Power Option này được mở ra ấy, thì các bạn kích chuột vào mục là Choose What the Power Button Do. Đó, ở danh sách bên trái này. Tại cái giao diện tiếp theo thì các bạn kích tiếp chuột vào mục là Transiting that are current unavailable. Để kích hoạt được cái tính năng Fast Startup ấy, thì các bạn chỉ cần đánh dấu vào cái tùy chọn là Turn on Fast Startup Recommend ở trên cái thanh chọn này. Các bạn click vào và chọn Save Change để thay đổi. Với cái trường hợp thứ hai ấy, thì cái tính năng Fast Startup nó bị mờ hoặc là không xuất hiện, thì các bạn có thể là tùy chọn cái Fast Startup này ở cái mục Shutdown Setting cho mình. Bước 1 thì các bạn mở Command Prompt lên cho mình và chạy dưới quyền Admin nhé. Các bạn nhớ là mở dưới quyền Admin cho mình. Tiếp theo thì trên cái cửa sổ Command Prompt, các bạn nhập cái dòng lệnh sau đây vào cửa sổ. Đó chính là cái dòng lệnh là Power CFG, cách suộc Hibernate, cách on. Cuối cùng thì các bạn chỉ cần nhấn Enter để kích hoạt cái tính năng Fast Startup trên Windows. Cuối cùng thì các bạn có thể tăng tốc Windows 10 bằng Local Group Policy. Thì với cái cách để có thể bật được bằng Group Policy này thì bước 1 các bạn nhấn cái tổ hợp phím Windows R cho mình. Và sau đó nhập cái dòng lệnh là gpedit.msc. Và tiếp theo thì các bạn tìm đến cái mục Shutdown theo cái đường dẫn sau đây cho mình. Đầu tiên là Computer Config này, tiếp đến là Administrative Template, sau đó là System và cuối cùng là Shutdown. Đó, trong cái thư mục Shutdown này, các bạn tìm tùy chọn là Require Use of Fast Startup Policy nằm ở cái ô bên phải này. Các bạn nhấp nút vào cái mục Require Use Fast Startup này và nhấn Enable lên cho mình. Các bạn thay giá trị của nó thành Enable và sau đó các bạn có thể là chọn Apply và nhấn Enter. Sau đó các bạn khởi động lại máy tính. Và trên đây thì là những chia sẻ nhanh của sửa chữa laptop 24 giờ tới các bạn về cách để có thể bật được cái tính năng Fast Startup trên laptop cũng như là PC. Hy vọng là sau những chia sẻ của chúng mình thì máy tính các bạn sẽ cải thiện được phần nào về cái tốc độ khởi động máy tính nhé. Và nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích, đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.